thơ này của ngài Phan Đình Phùng, người ta tưởng đâu là ngài mất, nhưng mà thật sự ngài Phan Đình Phùng cũng là một trong những vị trong hồn thiên sông núi, và cũng dạy cho Kiệt nhiều lắm. Mai vàng rỡ nở trời xinh, mai vàng rộ nở trời xinh, câu thơ chung rượu được phần chung vui, trên bàn cờ tới lui xe ngựa, vịnh cung đàn họ sự sàn xê, rượu với đầy mới tỉnh tỉnh mê, thi liếu láo biết ai ai biết, rượu một bầu thi một điệu, mượn rượu này đánh liệu cuộc trò cuộc cờ chơi, mượn rượu này đánh liệu cuộc cờ chơi, còn non còn nước còn trời, còn trăng còn gió còn người hôm nay. Cái vị này á, làm thơ hay lắm, mà thơ rượu rồi với mây rồi gió đó là ngài Phan Đình Phùng. Chỉ có một cặp thơ của ngài, ngài mất nhưng mà ngài không có mất. Có người mất không có mất, những người mà có nghĩa khí á, sinh như tướng tử như thần, thì ngài về ngài dạy việc nhiều lắm. Cho nên bây giờ người ta nói cái bài thơ này đâu phải của ngài, lúc ngài sống là khác, nghe ngài mất ngài cũng vẫn có mang cái A Lại Giải Thích, vẫn có cái trí tuệ biết làm thơ, thì cái này là của ngài cho. Chó nhà ngoe ngoảy dậy đuôi, đón người năm cũ ngược xuôi trở về, là sáu chiều trên hiền trở về, trải bao năm tháng ủ ê, vượt qua một kiếp nặng nề long đong, chim hiền chắp cánh thêm lông, chim hiền chắp cánh thêm lông. Cái câu này mình phải nhớ là giống như HO á, bây giờ 80 mấy tuổi hết đúng không, tới cái đời con phải không, đời con là con của chim mà lớn lên nữa không, tới giờ tới đời cháu của chim toàn là bác sĩ kỹ sư không à, cũng như mấy nhà tài hoa của Việt Nam mình đó không, Lương Xuân Lịch ánh gì đó, ở nhiều nhà Việt Nam là chim hiền, mấy vị đặt là chim hiền chắp cánh thêm lông, tức là mạnh hơn á, để sau này về lo lại quốc gia đó, không vừa ảnh gì đó chế bom á, về vương vừa ảnh hả, Dương Hoàng Ánh đó là chim hiền đó. Chim hiền chắp cánh thêm lông, trời cao tung lướt, vần đông sáng ngời, cuộc đời như thể giấc mơ, mưa xong lại nắng, thiên cơ khó lường. Người thấy hay không? Mưa xong rồi lại nắng, cái lúc vui lúc buồn. Nhưng mà khi mà cái đó là những người không có lên được thuyền Bát Nhã, còn những ai mà đeo cái dấu thiên tăng là đã được lên thuyền Bát Nhã, thì mình có mưa có nắng gì mình cũng vẫn vui. Mưa thì mình vui theo kiểu mưa nó mát phải không, mình thấy bông hoa đợt chút nó nở, nắng thì mình thấy nắng đã không, mình ra mình bắt bướm đồ hút gió đồ á, thì kiểu nào mình cũng vui. Còn cái người mà chưa lên thuyền Bát Nhã, họ không có định hướng được, họ không có biết được cái destiny của họ. Cũng giống như bây giờ con ra xe, mấy đứa mà ra xe lái, người mà khôn á thà chậm chừng mấy phút, ngồi trong bạc kinh bấm cái GPS cho xong nữa nghe, sớt cho đúng chỗ, từ đây đi tới Houston đi ngày đêm, nhưng phải lựa the best freeway đi, mà mình phải ngồi mình tính cái freeway nào bị kẹt hay không bị kẹt, thì mình bấm một cái thì có lẽ mình khỏe một ngày không, còn hơn là gấp, tức là cái đầu cứ lăn xăng lên, nó vừa chạy vừa bấm. Có những chiếc xe mà vừa chạy nó đâu có activate được, nó đâu có hoạt động được. Nếu mà xài điện thoại thì còn ok, nhưng mà điện thoại thì cũng phải ngồi nó trễ, ý là mình nó trễ chừng 2-3 phút, nhưng mà mình tiết kiệm được nhiều khi mấy tiếng đó. Ý là vậy. Còn họ thiền là làm cái gì á, bước lên một cái nấc thang, mình bước nó nấc thang, mình chạy mình biết mình chạy, mình đi mình biết mình đi, mình nằm mình biết mình nằm, mình đứng mình biết mình đứng, và đồng thời mình gặp ai mình biết người đó là ai á, nó là con quỷ hay là nó con Phật. Con quỷ thì chỉ xã giao hai ba anh khỏe không, trong lòng nó
mong được gặp mày nữa. Bằng gặp thiện chí thức, người ta rất là ít nói và khiêm tốn, người hiền. Mấy con phải chạy theo họ để mình học theo họ. Trừ khi họ thiện chí thức nhưng mà họ còn ngã đó thì mình khó get along, nhưng mà vì mình cần học cái của họ, mình phải xuống nước. Tại cái dạng này là hàng hiếm đó. Hiếm hay chảnh. Không phải là chữ thụ đâu. Thế nên mình cần học của họ thì mình lấy. Ví dụ như những cái người giàu có, những cái người có nhiều connection, là liên hệ nhiều, người ta có thể giúp một chút thôi, con có thể làm giàu á, chỉ đó. Thì cho nên mình cần họ thì mình xuống nước một chút, không phải là mình nịnh. Nhưng mà nhiều lúc á, họ cũng như mình thôi, họ không có tu tập, họ cũng chẳng biết ai là người tốt, ai là người xấu. Nhưng mà khi họ thấy mình có sự nhẫn nại mà theo họ đó, thì họ biết mình là người tốt, họ sẽ quay lại giúp mình lẹ. Chứ hồi thì chưa từng làm cái đó. Tại tánh ví thụ là chân đạp đất đầu đội trời mà, chứ hồi không có mấy vụ đó. Thụ đi giữa mấy cái tiệc mega, mấy ông quốc hội luôn á, thụ cũng bình thường, không có cúi đầu bất cứ thằng nào hết. Nhưng mà mình không phải nghe mày, mình tùy theo chuyện để mình nói. Mình nói đúng thì người ta thương mình. Còn ở tất cả hội thiên á, mình cũng không có nên chơi với những người xấu. Mình chơi với người xấu, những cái người tốt nhìn thấy mình chơi với người xấu, họ cũng né mình á. À, hồi nãy mình cùng một phe, phải cẩn thận nha, lựa người. Rồi mình đi với bọn thầy nào cũng vậy, cũng giống như trên Facebook có nhiều người post hình ông thầy Thích Chân Quang, thầy Nhật Từ là hoài, mình bỏ ra hết, mình biết mấy nó không đúng. Tại vì họ không phải là họ không là người xấu, họ không có hiểu tới, nhưng mà họ vô tình họ tạo nghiệp á, phải cẩn thận. Mưa xong lại nắng, thiên cơ khó lường. Trà hoa chảy gió, trà hoa chảy lấy gió sương. Trà hoa là năm 1975, lúc mà miền Bắc lấy rồi gọn miền Nam, thì tất cả những người sĩ quan cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa bị học tập cải tạo ngoài Bắc, nhất là chạy Đầm Đùng, chạy Suối Máu, chạy Nam Hà ở Hà Nam Ninh Bắc Việt Nam, thì ở trong tù người ta không có tin tức ở ngoài đời, đài BBC hay là đài VOA hay là đài OFA gì của Pháp, của Mỹ, của Anh gì chăng á. Thì có những giới chức cao của cao đài và hảo, họ dùng cái chữ ABC bằng cơ, họ chạy thì khi họ có cái lực cao thì lúc đầu thì cũng có những giống như Thanh Nghe rồi về nói, thì sau từ từ lên những vị thần giống như ông thần Ba Vì là núi Sơn Tinh Thủy Tinh, thì từ đó họ chỉ có lấy nước trà, tại trong tù là vợ con thân nuôi có trà thì lấy nước trà, lấy hoa ở ngoài rừng, thiếu gì họ đi làm ở ngoài rừng thì lấy hoa ở ngoài rừng. Thì cho nên từ đó bề trên mới đặt là cái nhóm đệ tử này là hội trà hoa. Nhưng trạng cơ đó là cả cái lịch sử chiều dài của nhân loại hàng 90.000 năm, ở quốc gia nào cũng đều có trạng cơ. Nhưng mà là cơ, mà cơ trời hay cơ thánh, cơ thần là khác nha. Còn đa số 99.999% tất cả chúng ta mà đem cái bàn cơ xuống là chỉ có ma thôi à. Cho nên tại sao chư Phật và chư Thánh đều căn dặn mình không có nên làm cái đó. Tại vì ma nó đẩy ngoài đường hết, hiểu không? Nó cũng là một cái dạng wifi thôi, nó cũng là một cái tiếng nói từ ở bên thế giới vô hình. Chứ Phật cũng là thế giới vô hình đúng không? Mình đâu có thấy Phật được. Thánh rồi cũng vậy. Nhưng mà 99.999 đều là cơ ma. Cho nên cẩn thận cái đó. Chỉ có người trong cuộc á, và người ta mới biết. Có hiểu không? Không phải ai cũng vậy. Nếu mà cái gì mà cũng ma hết thì cái thế gian này làm gì có đạo có đại.
Đạo Bảo Đài cũng đều chạy cơ, xây nguyên cái tòa thánh Tây Ninh cũng là chạy cơ ra. Một đêm chư vị suốt để dạy, thần thánh Phật cũng đều dùng cơ để nói chuyện với mình. Còn mấy cái chuyện mà ngồi nhập định á, là nhắn tin chút chút cho một cái cuộc nói chuyện ngắn thôi, nhưng mà hai cái nó phải matching một cái câu chuyện. Cũng giống như trong trại tù á, mấy bác chạy cơ, nhưng mà mấy bác đâu có phải là người tu đâu mà ngồi nhập định được, có hiểu không? Không có kiểm chứng được. Còn mình ở đây á, mình có tất cả, bởi vì từ đầu những cái clip Phụng nói á, Kiệt nói á, là FaceTime, text hay là điện thoại hay email hay là họp đó cơ mà, thì mình có tất cả những cái nó cross với nhau, nó ba lần check là mình là đúng, không hiểu không? Còn mà kia những cái người mà sát hội á, linh căn á, có lúc thì mình nói là một vị thánh nào nhập vô đi, nhưng mà có lúc quỷ nhập vô, sao cái người đó biết được? Tại có một người thôi, nó không có một cái ban bệ mà gọi là hội đồng tâm linh rất là cao siêu, nên rất là cẩn thận. Mà đa số họ đỏ không có bình thường. Tại vì khi mà cái Niêu Hoàng Cung mà nở ra đó, ma quỷ vô, Phật Thánh vô, vô ra giết kìa, tỉnh. Nó đầu quên đuôi, nó đuôi quên đầu. Người dữ vô thì hung dữ, người hiền vô thì hiền, nít vô thì khóc, bà già vô thì nhai chầu. Đó là cái hiện tượng của thời đại này là vậy. Cho nên về phần tâm linh, tất cả các con họ thiên cũng nên đừng có đụng vô nhiều, tại vì không đủ có lực để mà phân tách, hiểu không? Không có biết đâu là đúng, đâu là sai. Đừng có nghĩ một người vô nói tiếng xì xòa, cái tiếng đó là tiếng thời cổ. Ở quả địa cầu này hàng trăm triệu năm, hàng tỷ năm, những người thời cổ đại hôm nay họ cũng trở về bằng cái linh hồn, họ mượn những cái xác, những cái tiếng đó là những tiếng cổ của quả địa cầu, chứ không phải tiếng thiên gì hết. Và đồng thời tiếng thiên nó có rất là nhiều dạng tiếng thiên, đủ kiểu luôn. Tiếng thiên á, mỗi một tầng trời tiếng thiên nó khác á. Thưa gặp rất là nhiều những người hộ pháp xung quanh toàn là biết chiếc tiếng thiên thôi, nhưng mà họ không có cần nói cái này trên đây, có không cũng dạy để tự để hiểu về tâm linh. Có nhiều người không có biết bên tâm linh nó cũng có ma quỷ á. Đây là những tiếng thiên, mỗi một cõi trời viết bằng tiếng thiên khác nha. Các con coi cái nét chữ tiếng thiên như thế này, rồi cái qua nét chữ một tiếng thiên khác, họ viết chữ khác, mỗi tầng trời có tiếng thiên khác. Những cái người như thế này thì quen rất là nhiều quá, nhưng mà phải cẩn thận để trong cuộc mình mới hiểu. Rồi dịch ra phải có một người có điểm cao mới dịch ra được, không phải ai cũng dịch ra được đâu á. Rồi trong đó cũng có nhà thiên lý thần. Thiên lý thần là thuộc dạng giống như là những nhà thần không có tên tuổi, nhưng mà họ đa số họ nói về thiên tâm, về không ai mà dám mà nói phạm thượng hết. Phạm thượng là bị cha phạt rất là nặng, có thể mất xác mất hồn. Ai phạm với thiên tâm, tức là phạm với thượng đế, phạm với hội đồng chư Phật, nó khủng khiếp lắm. Từ bi như hộ sinh rồi, nhưng mà nếu biết đã lỡ phạm thì nâng, nếu không là có thể mất xác mất hồn hôm nay thôi. Đó là tiếng thiên. Tại vì mấy cái hàng đệ tử á, chị không có, sư phụ không có nói nhiều, nói nhiều mấy con sẽ còn phiêu. Sư phụ là người nữa, người phàm nữa, người ở cõi trên, sư phụ biết cả những cái gì gọi là tốt cho đệ tử, những gì không tốt. Nói nhiều mấy con sẽ đi vào mê tín chứ không. Tóm lại, gom ngắn gọn lại, số 1, số 12 làm quan chức thì là số 12, còn làm bình thường thì số 1 rồi, cái quan chức số 1 làm mấy là số 12.